Dạ, một lần nữa thì trân trọng kính chào đến tất cả các quý tôi tớ Chúa, các ông bà chị em chúng ta đang có mặt trong buổi thờ phượng ngày hôm nay. Und nochmal möchte ich euch alle begrüßen, die ihr heute hier anwesend seid. Dạ, ngày hôm nay có thể ngày buổi tối hôm qua đêm qua chúng ta thức hơi khuya phải không? Und vielleicht seid ihr gestern Nacht etwas länger aufgeblieben. Chúng ta sáng dậy sớm có thể chúng ta cũng hơi mệt. Und vielleicht seid ihr noch müde, weil ihr heute wieder früh aufstehen musstet. Nhưng mà lời Chúa phán dạy chúng ta rằng sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va là sức mới cho chúng ta. Aber sein Wort schreibt, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Chúng ta có vui vẻ ngày hôm nay chúng ta được thờ phượng Chúa không bạn chị em? Freuen wir uns heute wieder Gottesdienst haben zu dürfen. Chúng ta vui vẻ vì chúng ta có Chúa, chúng ta có nhau. Wir freuen uns, weil wir Gott haben und weil wir einander haben. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa. Trong dịp Giáng sinh tôi cũng có hỏi rồi nhưng mà ngày hôm nay tôi lại hỏi lần nữa là trong anh chị em chúng ta các cháu ai đã nhận được quà mà người thân của mình tặng trong dịp Giáng sinh vừa qua? Und diese Frage habe ich schon zu Weihnachten gestellt, aber ich möchte die heute nochmal stellen. Wer von euch hat zu Weihnachten Geschenke von den Liebsten bekommen? Ja, tôi cũng có. Ja, cảm ơn Chúa. Chúng ta có hài lòng về những cái quà tặng mà người thân chúng ta tặng không, bạn chị em? Seid ihr zufrieden mit den Geschenken, die euch gemacht worden sind? Ja, chúng ta hài lòng, chúng ta zufrieden, phải không? Wir sind zufrieden, wir freuen uns. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng ta có được vui vẻ trong những ngày Giáng sinh vừa qua không? Hattet ihr in den Weihnachtstagen eine Freude gehabt? Chúng ta vui vẻ vì chúng ta có kỳ hội đồng Giáng sinh. Wir freuen uns, weil wir auch eine Weihnachtskonferenz hatten. Chúng ta vui vẻ vì Chúa Giêsu ngài đã đến thế gian. Và Ngài đã tìm và cứu chuộc đời sống của chúng ta. Wir freuen uns, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, uns gesucht hat und uns gerettet hat. Chính sứ điệp của Thiên sứ Thánh của Chúa phán với ông Joseph rằng vì con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Und die Botschaft, die von der gesprochen wird, dass dieser eine Sohn die Errettung bringen wird. Chúng ta vui vẻ vì tội chúng ta đã được tha, lỗi chúng ta đã được xóa. Wir freuen uns, weil wir Vergebung erhalten haben. Và chúng ta nhận được phần thưởng của Chúa ban cho đức tin. Đó là gì anh chị em? Und wir die Belohnung unseres Glaubens empfangen dürfen. Und was ist das? Ja? Ja, sự cứu rỗi linh hồn. Die Errettung der Seele. Sự sống đời đời. Chúa ban cho chúng ta. Das ewige Leben, was er uns schenkt. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa. Vì này, lần này không phải là tôi hỏi nữa mà tôi đã bị hỏi trong mấy ngày qua. Und jetzt habe ich keine Frage, sondern mir wurde eine Frage gestellt in den letzten Tagen. Trong mấy dịp Giáng sinh thì có mấy cháu về hỏi rằng Papa, vậy chứ mà trong năm mới này Papa wünscht sich cái gì? Und meine Kinder haben mir die Frage gestellt, was wünschst du dir zum für das neue Jahr, Papa? Nói đứa hỏi rằng ba trong năm mới này ba ước ao cái điều gì? Was wünschst du dir, Papa, für das neue Jahr? Tôi ngồi nói thiệt bà cha, tôi ngồi suy nghĩ hoài không ra, tôi ước ao điều gì cả. Und ich habe wirklich lange überlegt und ich bin nicht drauf gekommen, was ich mir wirklich wünsche für das Jahr. Có thể đối với một vài anh chị em chúng ta rất là dễ, phải không? Vielleicht gibt es einige unter euch, für die es einfacher ist. Nhưng mà tôi ngồi tôi suy nghĩ thiệt tình mà nói tôi không suy nghĩ ra là mình ước ao cái gì cho mình trong năm mới này. Aber ich habe wirklich lange überlegt und ich bin nicht auf irgendeine Sache gestoßen, die ich mir wünsche für das Jahr. Bởi vì tôi xin hỏi bà chị em chúng ta coi có thể có anh chị em chúng ta có những tâm tình như thế này không? Und deswegen möchte ich euch diese Frage stellen, ob ihr die gleiche Einstellung habt. Có người trong nhà tôi thì wünschen là ước ao rằng năm mới này giảm cân. Und es gab einige in meiner Familie, die haben gesagt, sie möchten im neuen Jahr abnehmen. Rồi có người thì nói vậy tôi quên rồi, nhưng mà anh chị em chúng ta ở đây có ai là trong năm mới mình ước ao rằng được giảm cân không? Gibt es jemand unter euch, der für das neue Jahr sich vorgenommen hat abzunehmen? Hay là chúng ta ước ao chúng ta được tăng cân không? Oder jemand vorgenommen zuzunehmen? Có ai trong chúng ta là ước ao rằng trong năm mới này chúng ta có được một cái công việc làm ổn định hơn không? Oder wünscht sich jemand für das neue Jahr eine geregelte Arbeit zu haben? Chúng ta ước ao rằng chúng ta có một cái công việc làm, một chỗ ở ổn định. Eine Arbeit oder một cái chỗ ở chúng ta oder ein Wohnort, der geregelt ist. Hoặc là chúng ta ước ao rằng trong năm mới này chúng ta bỏ đi những một số thói hư tật xấu trong cuộc đời mình không? Oder jemand der sich wünscht gewisse schlechte Gewohnheiten abzulegen? Thường tôi đi làm chung với mấy anh em người Đức ở trong công trường Bausteller xây dựng đó.
Und üblicherweise, wenn ich mit meinen Kollegen auf der Baustelle unterwegs bin, und da gibt es Raucher, Kettenraucher. Und ich habe denen die Frage gestellt, hattest du schon mal den Wunsch gehabt im Leben, vom Rauchen abzulassen? Und er hat dann gesagt, ja, ich werde es irgendwann ablegen, spätestens oder ab dem 1.1.2023. Und dann habe ich ihn gefragt, aber für wie lange? Und er hat aber gesagt, mal sehen, wie lange ich das mache. Vielleicht 3 Wochen. Vielleicht 3 Tage. Oder 3 Monate. Und vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr bestimmte euch Ziele setzt, die ihr in diesem Jahr, im letzten Jahr vielleicht noch nicht geschafft habt. Và tôi nghĩ rằng có rất nhiều cái ước ao, những nhiều ông cô anh chị em chúng ta đã có thể chúng ta nói cho người khác nghe, chúng ta thầm nguyện với Chúa và chúng ta tự nhủ với mình. Oder bestimmte Wünsche, Ziele, die ihr euch gesetzt habt, die ihr euren Mitmenschen erzählt habt, euren Gott erzählt habt oder vielleicht einfach nur für euch behaltet. Thật ra, tôi nói thiệt là mấy đứa hỏi tôi là ba ước ao điều gì, tôi không biết là mình ước ao điều gì, tại vì giảm cân tôi không có nhu cầu giảm cân, phải không? Und als meine Kinder mir diese Frage gestellt haben, wusste ich keine Antwort darauf, denn abnehmen wollte ich zum Beispiel nicht. Mà tăng cân thì chắc cũng không có nhu cầu tăng cân. Und auch zunehmen hatte ich den Bedarf nicht. Tôi thấy gì nó cũng bình thường như là những năm tháng mình đã sống qua và nó cũng như vậy thôi. Denn es war für mich nur wie etwas ganz Normales, dass wir von Jahr zu Jahr leben. Nhưng mà điều đó cũng nhắc nhở chúng ta con cái của Chúa bước vào năm mới, chúng ta ước ao điều gì không bạn chị em? Aber das erinnert uns nochmal neu, dass wir uns die Frage stellen, was wünschen wir uns für das neue Jahr? Có ai trong chúng ta ước ao trong năm mới chúng ta bỏ được thói hư tật xấu không? Wünscht sich jemand von euch, dass ihr schlechte Gewohnheiten ablegt? Có ai còn nghiện thuốc lá, nghiện rượu bia, chúng ta ước ao năm mới này Chúa giúp con bỏ được điều đó không? Dass man noch Raucher ist und das vielleicht ablegen möchte. Có ai ước ao rằng trong năm mới học tập cho tốt lành không? Oder möchte jemand im neuen Jahr besser in der Schule sein? Hoặc là ước ao trong năm mới chúng ta có yêu được những người chúng ta chưa yêu được không? Oder den Wunsch danach, Menschen zu lieben, die man noch nie vorher nicht lieben konnte. Chúng ta có thể tha thứ cho người này, tha thứ cho người kia mà chúng ta chưa tha thứ được không? Menschen zu vergeben, den wir vorher nicht vergeben konnten. Hoặc là chúng ta ao ước rằng trong năm mới này con sẽ trung tín đi thờ phượng Chúa không? Oder dass wir treu sein wollen in den Gottesdiensten. Chị em ơi, sự ước ao đó chúng ta thấy có gì sai không? Sind diese Wünsche falsch oder schlecht? Chúng ta thấy sự ước ao đó nếu mà hợp theo cái ý muốn của Chúa, theo lời của Chúa, những điều ước ao chúng ta đẹp lòng Chúa, chắc chắn thấy rằng Chúa rất là đẹp lòng, phải không? Wenn diese Wünsche dem Wort Gottes, dem Willen Gottes übereinstimmen damit, dann sind das gute Wünsche. Nhưng mà nói thật với anh chị em chúng ta trong hội thánh của Chúa, tôi năm mới này thì mấy đứa nó hỏi thì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nhìn vào cái sự thờ phượng của hội thánh của Chúa trong đêm Giáng sinh. Aber ich bin ehrlich, ich hatte auf diese Frage meiner Kinder keine Antwort, aber ich habe dann an den Gottesdienst zu Weihnachten gedacht. Tôi thấy sự vui vẻ trên gương mặt của các anh chị em chúng ta. Und ich habe die Freude in eure Gesichter gesehen. Tôi thấy rằng cách ăn mặc của anh chị em chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Giáng sinh. Ich habe gesehen, wie ihr gekleidet war zum Gottesdienst. Tôi mơ, tôi ước rằng hội thánh của Chúa từng nào cũng Giáng sinh ăn mặc như vậy, tôi chịu lắm. Und ich träume davon, dass wir immer so sind. Tôi thấy ban hát ban nhạc ăn mặc rất là đẹp trong đêm Giáng sinh. Und ich habe gesehen, dass das Lobpreisteam auch sehr schön gekleidet war zu Weihnachten. Rồi các anh chị em chúng ta đi thờ phượng Chúa, tôi thấy hình như Giáng sinh ăn mặc có khác hơn bình thường. Und man hat irgendwie gesehen, dass es zu Weihnachten anders war als sonst. Chị em có thấy điều đó không? Habt ihr das auch gesehen? Có nghĩa rằng cái ngày đó, cái đêm đó nó có gì đặc biệt hơn bình thường phải không? Dann man hat gesehen, dieser Tag war vielleicht besonders oder im Vergleich zu anderen Tagen. Nhưng mà tôi ước ao rằng mỗi khi chúng ta ra mắt Chúa thờ phượng Chúa,
Luôn luôn cái gì đó đặc biệt cũng là chị em ơi. Aber ich wünsche mir, dass jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen, dass es etwas Besonderes ist. Chúng ta amen điều đó không? Quan trọng. Sagen wir amen dazu. Tôi ước ao điều đó thật sự. Und das wünsche ich mir. Trong hội thánh của Chúa. Für die Gemeinde. Chúng ta một trong năm mới này với một cái chủ đề rằng nên thánh trong một cách ăn ở của mình. Im neuen Jahr mit dem Thema heilig zu werden in den Lebensweisen. Nếu mà chúng ta đọc trọn cả một cái câu kinh thánh trong sách Phi-líp thứ nhất đoạn 1 câu số 15 là mình đọc sao chị em không dở kinh thánh. Und wenn wir die Bibelstelle im 1. Petrus Kapitel 1 lesen. Chúng ta đọc sao chị em. Nhưng như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng thánh trong một cách ăn ở của mình, phải không? Dass der selbst heilig ist, uns berufen hat zur Heiligkeit. Ít nhất là trong tuần này chúng ta học thuộc lòng câu kinh thánh này ha. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Leitvers auswendig lernen. Khó không chị em? Ist es schwer? Tôi nghĩ rằng nếu mà chị em chúng ta cố gắng cái ngôn ngữ tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nga chúng ta còn học được, huống chi tiếng Việt Nam mà chúng ta học phải không? Und ich denke, das ist nicht ganz so schwer, weil ihr auch euch es den meisten gar nicht so schwer fällt, Sprachen zu lernen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì một sứ điệp, một cái chủ đề mà Chúa kêu gọi hội thánh của Chúa trong năm 2023 này. Und wir danken Gott für das neue Thema des Jahres. Là nên thánh trong một cách ăn ở của heilig zu werden in den ganzen in unseren Lebensweisen. Chị em chúng ta thấy rằng là con cái của Chúa mà sự kêu gọi nên thánh nó có quan trọng không? Und wir sehen, wie wichtig es ist, als Kinder Gottes zur Heiligkeit berufen zu sein. Nên thánh để phân biệt rằng cái điều nào thánh, cái điều nào là trần tục, phải không? Heilig zu sein, zu werden, hilft uns zu unterscheiden, was heilig ist und was nicht heilig ist. Chúng ta để ý rất nhiều trong cái cuộc sống chúng ta, nhất là ở trong lẽ đạo của Chúa. Und wir sehen das auch vor allem in unser Leben. Chúng ta vừa dự thánh lễ gì anh chị em? Welches Fest haben wir gefeiert? Thánh lễ, tiệc thánh, phải không? Das Abendmahl. Chứ không phải tiệc thông thường mà tiệc thánh ạ. Rồi chúng ta cầm trên tay là kinh thánh, phải không? Und wir halten die Bibel in der Hand. Con cái die Heilige Schrift. Là thánh đồ. Und wir sind das heilige Volk. Rồi hội thánh. Rồi chúng ta thấy hát thánh ca, chúng ta nghe kinh thánh, có nghĩa là tất cả những điều gì mà nó không thuộc về thế gian này mà thuộc về trời là thánh. Und so wissen wir alles, was nicht der Welt angehört, sondern dem Himmel, das ist heilig. Chúa Giêsu từ trên trời xuống thế gian này, Ngài được sinh ra, được gọi là con thánh, phải không? Jesus selbst, der vom Himmel auf die Welt gekommen ist, er wird auch selbst als das heilige Kind genannt. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha ở trên trời gọi là đấng thánh, phải không? Und auch der im Himmel ist, wird der Heilige genannt. Cho nên chúng ta thấy đối với Chúa, Ngài là đấng thánh, Ngài là thánh, cho nên Ngài muốn con cái của Chúa phải giống Ngài. Und weil er heilig ist, möchte er, dass wir seine Kinder auch heilig sind. Chúng ta nhớ câu chuyện khi mà tôi tới Chúa, ông Môi-se, ông ở trong đồng vắng bao nhiêu năm, ông bà anh chị em? Und wir erinnern uns an die Geschichte von Moses, wie lange war er in der Wüste? 40 năm trong đồng vắng, ông làm chăn chiên. 40 Jahre lang war er in der Wüste. Ông lúc đó ông đã 80 tuổi rồi. Und er war zu dem Zeitpunkt circa 80 Jahre alt. Và một lần nọ thì ông thấy đằng xa xa có một bụi gai nó đang cháy. Und so sah er eines Tages den brennenden Dornbusch. Có lẽ rằng ông nhìn thấy mũi gai đang cháy thì ông nhìn thấy và việc đó cũng rất là thường tình cho nên ông cũng không có một cái mãi mai gì, một cái đặc biệt gì điều đó. Den hat er gesehen und vielleicht war das gar nicht so ungewöhnlich, dass ein Busch mal brannte. Nhưng một lúc sau thì ông nhìn lại thấy, ủa sao nó bụi gai cháy mà không hề tàn vậy? Aber er hat dann wahrscheinlich vielleicht noch mal länger hingeschaut und gesehen, dass dieser brennende Dornbusch irgendwie nicht aufhörte zu brennen. Một việc lạ. Und es war etwas Erwunderliches. Cho nên ông té bước lại, ông xem coi tại sao có việc lạ như vậy. Und deswegen hat er nochmal geschaut, was da anders ist. Thì khi mà ông bước lại gần cái bụi gai cháy đó. Und als er den Dornbusch sich näherte. Thì cái sứ điệp đầu tiên mà Chúa phán dạy ông Môi-se là gì, bạn chị em? War das erste, was Gott zu ihm gesprochen hat. Was war das? Hãy cởi giày ngươi ra. Dass er die Schuhe ausziehen sollte. Bởi vì cái chỗ ngươi đang đứng đó. Denn der Ort, der Boden, den er betrat, das war ein Heiliger.
Thật ra nếu mà nhìn đất thì nó cũng không giá khác gì ở trong đất xung quanh phải không? Und dieser Boden war wahrscheinlich vom äußerlichen gar nicht anders als andere. Nhưng mà nó thánh vì có sự hiện diện của Chúa tại nơi đó. Aber dieser Boden war heilig, weil Gott dort anwesend war. Và khi tôi tới Chúa, ông Giô-sê, ông đứng trước một cái công việc thật là khó khăn là đánh hạ thành Jericho. Und auch als Josua den Auftrag hatte, gegen Jericho, in Jericho zu kämpfen. Là một cái thành mà trong trận đánh đầu tiên mà cái thành hết sức là kiên cố. Das war eins der ersten Kämpfe. Ông đang rất là lo lắng và ông đang nghiên cứu tìm cách để đánh hạ thành Jericho. Er war sehr besorgt und hat geschaut, wie er kämpfen kann. Nhưng mà trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy điều gì bạn chị em? Aber was lesen wir in seinem Wort? Ông thấy một sự hiện thấy phải không? Er hat eine heilige Anwesenheit gespürt. Là một thiên sứ, một tướng của đạo binh Đức Giê-hô-va đến và phán điều gì với ông? Dass ein Engel gekommen ist und zu ihm etwas gesprochen hat. Cũng phải cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đang đứng đó là thánh. Auch er sollte seine Schuhe ausziehen, weil der Boden, den er betrat, heilig war. Tại sao Đức Chúa Trời đến với tôi tớ của Chúa trong hai cái sứ mạng gần như là giống nhau và khác nhau ở trong một cái công việc phải không? Warum ist Gott zwei Menschen begegnet oder gleich begegnet? Đối với sứ mạng mà Chúa giao cho ông Môi-se cực kỳ khó khăn đó là đem tất cả những người Israel đang làm ở trong nhà nô lệ rời khỏi nhà nô lệ để đưa họ về đất hứa là nơi Đức Chúa Trời phán hứa cho tổ phụ của họ. Moses hatte den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Mà chúng ta biết được rằng Pharaoh thời đó là một đế quốc, một cường quốc mà không thể nào dễ mà Pharaoh tha cho những người nô lệ đó ra đi. Und wir wissen, welche Macht der Pharao zu der Zeit hatte und es war nicht einfach, dass er sein Volk einfach so losziehen lässt. Một cái sứ mạng, một công việc không dễ dàng chút nào. Ein Auftrag, der nicht einfach war. Và Chúa muốn bày tỏ cho tôi tới Chúa Môi-se biết được rằng trước khi nhận công việc đó, để hoàn thành công việc đó, ông phải ý thức được rằng ông đang đối diện với đấng nào. Und bevor er diesen Auftrag umsetzte, musste er vorher erstmal erkennen, mit wem er es zu tun hatte. Và ông phải có một cái nhìn, một cái hướng đi, một cái cách làm việc phải theo sự đồng phục cái đấng đó. Er brauchte eine bestimmte Perspektive und er musste wissen, mit wem er zu tun hat. Mà điều chúng ta thấy rõ hơn nữa là tôi tới Chúa ông Giô-sê. Und bei Josua sehen wir das noch deutlicher. Để đưa dân sự của Chúa đánh chiếm được các thành ở trong đất hứa. Damit sie das Volk in das verheißene Land führen konnten. Thì Giô-sê phải nhìn ra một cái vấn đề rằng ông đang đối diện với một cái nan đề, một vấn đề thật là khó khăn. Musste er erstmal zu der Erkenntnis kommen, dass er ein Problem vor sich hat, das sehr groß war. Và Giô-sê và dân sự của Chúa chỉ có thể thắng được khi họ nhận biết Chúa là đấng thánh. Und sie konnten den Kampf nur gewinnen, wenn sie erkennen, dass Gott heilig ist. Và họ phải thánh ở trong mọi cách ăn ở của họ. Sie mussten heilig sein in allen ihren Lebensweisen. Đầu tiên là phải dân phục Chúa. Angefangen in der Gehorsamkeit. Chúng ta thấy dân phục Chúa nó phải là một ở sự toàn diện hay là chỉ một phần nào thôi bạn chị em? Und das sehen wir, wie wichtig die Gehorsamkeit ist. Hoàn toàn, phải không? Es ist vollkommen wichtig. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng khi mà Chúa phán dạy ông Giô-sê thì lúc đó Chúa phán dạy tiếp nữa rằng bây giờ không có cần làm cái gì theo cách mà của Giô-sê suy nghĩ nhưng mà chỉ cần đi vòng quanh thành Jericho 7 lần. Und als Gott Josua begegnet ist, wusste er dadurch, dass er nicht mehr nach seinem eigenen Verstand, mit seinen eigenen Strategien oder Gedanken kämpfen sollte, sondern er sollte einfach nur mit dem Volk um die Mauern herumlaufen. Ja, lúc đi là không bao giờ được nghe cái tiếng lầm bầm hay là cái tiếng mà than phiền gì cái gì đó mà phải yên lặng. Und während sie herumgingen, durften sie nicht klagen, sondern sie mussten schweigen. Ja, đến ngày thứ bảy thì làm theo cái mạng lệnh phán dạy của Chúa thì mọi người sẽ đồng la lớn lên thì dách thành sẽ sụp đổ. Aber am siebten Tag sollten sie nach dem Auftrag Gottes tun und ein Kriegsgeschrei auslösen.
Thì chúng ta thấy một trận chiến và sự thắng thuộc về dân sự của Ngài. Und so sahen wir, dass der Sieg dem Volk Gottes gehörte. Bởi đâu chị em? Und warum? Bởi họ vâng lời Chúa, phải không? Weil sie Gott gehorsam waren. Vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Weil sie Gott vollkommen gehorsam waren. Thật ra hôm nay chúng ta không có thời gian chúng ta phân tích nhiều, nhưng mà chúng ta thấy được rằng sự vâng lời Chúa ở trong một cái sự việc như vậy thật ra cũng không dễ chút nào. Und darin sehen wir, dass die Gehorsamkeit in einer solchen Situation nicht unbedingt leicht ist. Đi đến 6 ngày rồi, đi trở về ngủ nghỉ, thấy thành nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. 6 Tage lang das Gleiche zu tun, nach Hause zu gehen und keine Veränderung zu sehen. Mà chúng ta biết rằng đi thì cũng đường xá, cũng không phải là đơn giản và cũng nắng, cũng khó khăn. Người ta có rất là dễ lầm bầm và dị nghị, phải không? Und es war nicht immer ganz so einfach, das, diese 6 Tage lang zu tun und es dann auch noch nicht mal klagen zu dürfen. Ja, có thể nản lòng. Không biết là Chúa phán dạy điều đó, Chúa có lầm lẫn không mà sao lại sao kỳ vậy? Dass es vielleicht zu Zweifeln führen kann und sich zu fragen, ob Gott da irgendwas tun wird. Nhưng mà sự vâng lời đưa đến sự chiến thắng. Aber Gehorsamkeit führt zum Sieg. Nhưng mà ngược lại đến thành Ahi là một thành rất là nhỏ, không có đáng sợ như thành Jericho. Aber dann kam es zu einer weiteren Kleinstadt, nichts im Vergleichbar zu Jericho. Họ có chiến thắng dễ dàng không, bạn chị em? Haben sie diesen Kampf dann gewonnen? Họ bị thất bại. Sie haben verloren diesen Kampf. Bởi vì họ đã làm điều gì, anh chị em? Weil sie was getan haben. Có một vật đáng diệt ở trong trại quân của Israel. Weil es etwas gab im Volk Israel. Là mất đi sự thánh của Đức Chúa Trời ở trong trại quân của Ngài. Sie etwas getan haben, was den Sieg, das wodurch sie den Sieg verloren haben. Và họ đã trốn chạy trước dân thành Ahi, mà trước đó họ rất coi thường thành này. Und sie mussten vor diesem kleinen Volk fliehen, obwohl sie das Volk verachtet hatten. Qua đó chúng ta thấy rõ ràng rằng dân sự của Chúa họ thắng được kẻ thù nghịch không phải bởi sức lực của họ, phải không? Darin sehen wir, das Volk Gottes gewann Kämpfe nicht aus eigener Kraft. Không phải bởi binh hùng tướng mạnh, không phải bởi vũ khí hiện đại, nhưng mà bởi họ vâng phục Chúa và họ thánh trong cuộc đời của họ. Nicht wegen einem großen Streiter, nicht wegen modernen Waffen, sondern mit der Kraft Gottes. Ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng Hội thánh của Chúa với sứ điệp trong năm mới này chúng ta sẽ thắng tất cả mọi sự. Und ich glaube daran, dass wir als Gemeinde mit diesem neuen Thema Siege einfahren können. Nếu chúng ta để ý và chúng ta cầu nguyện để chúng ta xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nên thánh trong mọi cách ăn ở của cuộc đời mình. Wenn wir darauf achten, wenn wir dafür beten, ein Leben zu führen, das heilig ist. Bởi vì sự thánh của Chúa không bao giờ thay đổi. Denn die Heiligkeit Gottes, sie verändert sich nicht. Chỉ có chúng ta phải thay đổi để chúng ta phù hợp với sự kêu gọi và sự thánh của Chúa mà thôi. Sondern wir müssen uns verändern lassen, um diese Heiligkeit zu haben. Trong cách song sách thử ký thứ nhất, chương 13 có nói về một cái câu chuyện. Im ersten Chronik, Kapitel 13. Từ câu 9 đến câu số 14. Ab Vers 9. Là lúc đó đó, vua David cùng dân sự của Chúa rước hòm giao ước từ nhà của Obed-Edom về thành Jerusalem. Das war die Zeit, wo der König David die Bundeslade zurückführte. Và trong một cái sự không để ý lời của Đức Chúa Trời. Und in einer Unachtsamkeit. Hòm giao ước Đức Chúa Trời thường Chúa phán dạy qua tôi tới của Chúa Môi-se đó là phải làm như thế nào, là phải để trên đòn và các thầy tế lễ phải khiêng trên vai. Und es wurde ganz klar beschrieben, wie diese Bundeslade abgelegt oder getragen werden sollte. Nhưng mà lần này họ đã để hòm giao ước Đức Chúa Trời lên một cái xe bò, con bò kéo cái xe mới, mà xe mới chưa có sử dụng để dùng công việc khác, rất là sạch sẽ. Sie sollte auf den Schultern getragen werden, aber in dieser Situation haben sie die Bundeslade von Rindern ziehen lassen. Và khi đến một cái nơi cũng gần đến thành Jerusalem rồi. Als sie aber nahe Jerusalem waren, thì con bò nó kéo cái xe có thể trật bước, có nghĩa là cái xe nó phải dấp một cái chướng ngại vật nào đó và nó có nguy cơ là cái hòm giao ước sẽ bị ngã đổ xuống dưới đất. Lesen wir davon, dass die Rinder ausgeglitten waren und die Bundeslade dann zu kippen drohte. Thì chúng ta nhớ câu chuyện đó kể sao không, bạn chị em? Und erinnern wir uns an die Geschichte, was da genau passiert ist.
Ai là người đã giơ tay ra đỡ hòm giao ước của Đức Chúa Trời? Wer war derjenige, der seine Hand ausstreckte, um diese Bundeslade zu halten? Ông Usa. Das war Usa. Ông là một quan tướng. Ông là một quan tướng, có nghĩa là một er war ein Streitherr. Và ông đi kế hòm và ông đã dinh hòm đỡ hòm giao ước Đức Chúa Trời. Er ging neben der Bundeslade und hat versucht mit seiner Hand es aufzuhalten. Ông có được Chúa khen không, bạn chị em? Wurde er dafür gelobt? Ông đỡ hòm Đức Chúa Trời để cho hòm đừng rớt xuống và tan vỡ dưới đất đó. Er hat mit seiner Hand versucht diese Bundeslade aufzuhalten, damit sie nicht am Boden zerbrach. Nhưng mà ông đã bị đánh chết ở trong cái công việc đó. Aber wir lesen davon, dass aufgrund seiner Tat er dort starb. Bởi vì Usa không phải là thầy tế lễ. Weil Usa kein Priester war. Và cái công việc đó không phải là công việc của ông để chạm vào cái nơi thánh, cái bậc thánh của Đức Chúa Trời. Und es war nicht seine Aufgabe, diese heilige Bundeslade zu halten. Không biết anh chị em sao, nhưng mà thời tôi mới tin Chúa, tôi đọc cái câu chuyện này mình thấy cũng sống sang. Ich weiß nicht, wie es euch erging, aber als ich diese Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, habe ich es nicht ganz verstanden. Tại sao Đức Chúa Trời có thể làm như vậy được? Wieso konnte Gott das tun? Đây là một công việc tốt lành chứ ông có làm gì đâu sai đâu. Denn es war doch eine gute Absicht dahinter. Thí dụ giờ nếu không đỡ vậy rồi hòm sẽ rơi xuống, hòm hư hỏng thì nó sẽ hư hỏng một công việc mà cực kỳ quan trọng như vậy. Dann stellen wir uns vor, die Bundeslade wäre dann runtergefallen und es wäre etwas kaputt gegangen, was eigentlich wichtig ist. Chúng ta suy nghĩ chị em, Chúa có cần đỡ không chị em? Aber lass uns die Frage stellen, braucht Gott diese Unterstützung? Chúa không cần đỡ đâu. Gott braucht diese Hilfe nicht. Vì Ngài là Đức Chúa Trời mà. Denn er ist Gott. Nhưng mà tại vì á, dân sự của Chúa, ngay cả vua David, trong cái giai đoạn đó họ không để ý lời Đức Chúa Trời phán dạy. Aber in der Situation haben diese Menschen oder der eine Mensch nicht auf das Wort Gottes geachtet. Hòm Đức Chúa Trời là phải để trên đòn và phải để khiêng trên vai các thầy tế lễ. Denn die Bundeslade sollte getragen werden auf den Schultern der Priester. Đức Chúa Trời đi giữa dân sự của Ngài. Und dass Gott mitten unter seinem Volk ist. Mà họ lại lấy xe bò chở đi, có nghĩa là theo những cái thói tục của những dân tộc xung quanh, họ hay chở những cái tượng thần đi theo cái kiểu mà họ di chuyển như vậy. Und sie haben in dieser Situation die Bundeslade vom Rinderwagen tragen oder ziehen lassen, genauso wie es die Menschen zu der Zeit gewohnt waren, bestimmte Dinge zu transportieren. Và Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Ngài không thể để cho một người không phải là cái chức vụ đó đụng vô hòm giao ước của Đức Chúa Trời để hòm có thể bị ô uế. Aber Gott ist heilig und er lässt es nicht zu, dass etwas Unreines diese Heiligkeit berührt. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái xã hội, trong một thế giới, chúng ta thấy rằng rất là nhiều điều có người ta thấy, người ta nhận biết là cho là hợp lý. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo viele Dinge vielleicht als logisch angesehen werden. Nhiều cái đạo luật, nhiều cái điều cho phép được xảy ra trong ngày hôm nay, ngay cả ở trong các giáo hội về những lực hôn nhân này nọ đó, chúng ta thấy viele Dinge werden heute zugelassen, wie bestimmte Ehen, die in Religion auch schon zugelassen werden. Chúng ta tra xem Kinh Thánh, chúng ta xét qua Kinh Thánh, chúng ta thấy đây là những điều không thể Đức Chúa Trời chúc phước được, phải không chị em? Und wenn wir das Wort Gottes darin prüfen, dann wissen wir, das sind Dinge, die nicht immer gut sind oder richtig sind. Dù cả thế gian này chấp nhận cho những sự hôn nhân đồng tính hay gì đó, nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ thể chúc phước cho công việc đó được. Selbst wenn vielleicht die Menschheit diese gleichgeschlechtlichen Ehen erlaubt, aber Gott kann es nicht segnen. Đấng Thánh, lực pháp thánh của Chúa không bao giờ thay đổi. Denn der Gott, der heilig ist, das Wort, das heilig ist, es verändert sich nicht. Chúng ta có amen rồi đó không, bạn chị? Sagen wir amen dazu. Không bao giờ thay đổi, chỉ có người sẽ thay đổi và thích ứng với lực pháp của Chúa, và Chúa không bao giờ vì cớ lấy lòng con người mà Chúa chạy theo con người để Ngài tự thay đổi lực pháp của Ngài được. Denn das Wort Gottes, seine Gebote ändern sich nicht, nur weil Menschen sich verändern. Bởi vì Đấng Thánh, weil er heilig ist, là Đấng tạo dựng, weil er der Schöpfer ist. Và Ngài biết được rằng khi chúng ta muốn được phước,
Chúng ta muốn được sự đắc thắng trong cuộc đời của mình, chúng ta phải trở nên thánh mà thôi. Und wenn wir gesegnet werden wollen, wenn wir Siege einfahren wollen, dann müssen wir heilig werden. Giống như Usa đã đỡ hồng giao ước trước Chúa Trời, Ngài không cần sự đỡ đó. So sehen wir, wie Usa versucht hatte, mit seiner Hand die Bundeslade aufzuhalten. Gott braucht diese Hilfe nicht. Cái điều Chúa ước ao rằng hòm giao ước phải được khiêng trên vai các thầy tế lễ. Denn Gottes Auftrag, Wunsch war es, dass die Bundeslade auf den Schultern der Priester getragen wurde. Làm đúng theo luật pháp là lời phán dạy của Chúa. Genauso wie das Gesetz es sagte. Chứ không phải để lên xe bò chở đi rồi con bò dấp té trật ngã rồi đỡ hòm giao ước giống như một cái việc thông thường mà chở cái đồ vật thông thường trên thế gian này. Und nicht auf dem Rinderwagen das irgendwie ausgleiten kann und die Bundeslade fallen kann, wie es üblicherweise passieren kann, wenn man transportiert. Qua đó chúng ta thấy những công việc trong ngày xưa để cho chúng ta thấy ngày hôm nay Đức Chúa Trời trước khi Ngài kêu gọi các tôi tới Chúa vào trong chức vụ, Ngài muốn bày tỏ chính mình Ngài rằng Ngài là Đấng Thánh. Denn möchte sich uns heute offenbaren als den Heiligen. Và Chúa muốn nói cho ông Môi-se biết, cho Giô-se biết và tất cả chúng ta biết rằng Ngài là Đấng Thánh và chúng ta phải gần Ngài, chúng ta phải thánh. Wollte es für Moses, wollte es für Josu und möchte es für uns alle, dass wir heilig werden, weil heilig ist. Và chúng ta biết được rằng khi chúng ta nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh, một Đấng Chúa Trời quyền năng nhưng mà Ngài không cầm bằng kẻ có tội là vô tội. Und wenn wir, dass wir auch erkennen, dass heilig ist, aber ist auch gleichzeitig ein Gott, der Sünder nicht als ohne Schuld ansieht. Một Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ, chậm nóng giận, đầy lòng thương xót nhưng không bao giờ cầm bằng kẻ có tội là vô tội. Ein Gott, der liebt, ein Gott, der gerecht ist, aber barmherzig ist, aber kein Gott, der Sünder als Menschen ohne Sünde ansieht. Người ta không thể nào lấy những công việc lành phục vụ Chúa để xóa đi những cái lỗi phạm của mình mà không ăn năn với Chúa được cả. Mit guten Werken können wir nicht alles wegmachen, was wir Schlechtes getan haben. Cái điều đó rất là quan trọng bởi vì con người ta có thể chấp nhận và người ta làm được nhưng mà đối với Chúa không có điều đó. Menschen können es vielleicht annehmen, aber vor Gott geht das nicht. Thí dụ giờ chúng ta sống một đời sống bê bối, chúng ta phạm những lỗi phạm trong cuộc đời của mình biết và Chúa biết. Wenn wir unser Leben Fehler machen oder sündigen, nhưng was mà Gott mình weiß, wir es wissen. Những sự phục vụ Chúa trong hội thánh Chúa một cách năng nổ ở trong nhiều lĩnh vực để mình nói rằng Chúa biết lòng con mà. Und gleichzeitig dienen wir Gott in seiner Gemeinde eifrig und sagen, Gott kennt doch mein Herz. Giống như là mình phớt lờ cái việc lỗi phạm nào đó và mình lấy những công việc phục vụ để mình che lấp cái điều đó. Dass wir vielleicht unseren Dienst, unsere Aufgaben gebrauchen, um das, was, wo wir noch sündigen, das zu verbergen. Người Việt Nam mình có công là lấy công chuộc tội, phải không? Und es gibt im Vietnamesischen einen Spruch, das heißt, die Werke nehmen, um die Schuld zu hoặc là chúng ta lấy sự dâng hiến một cách rơi rộng nào đó để chúng ta xóa đi những cái lỗi phạm của mình. Oder mặc dù chúng ta không muốn ăn năn, không muốn thay đổi cái điều đó. Oder dass wir vielleicht irgendwie großzügig spenden, um die Fehler, die wir noch machen, die Sünden zu verbergen. Nếu chúng ta có một tâm tình đó, chúng ta có thể sống đời sống đắc thắng được không bạn chị em? Und wenn wir diese Einstellung haben, können wir ein siegreiches Leben führen. Chúng ta có thể thắng được ma quỷ không? Können wir gegen den Teufel chúng ta có thể thắng được bệnh tật không? Können wir gegen die Krankheiten besiegen? Chúng ta chẳng thắng được gì cả, chỉ đó là tôn giáo mà thôi. Nichts davon werden wir besiegen können, weil das alles nur die Religion ist. Bởi vì chúng ta chỉ thắng được là bởi vì hội thánh của Chúa là hội mà các cửa phủ chẳng thắng được hội đó khi hội Chúa, hội thánh của Chúa rất thiệt, đúng là hội thánh không chị em? Die Gemeinde Gottes kann nur von keinem Höllentor besiegt werden, wenn sie wirklich das heilige Volk ist. Nếu hội thánh của Chúa xưng là hội thánh nhưng mà nó chỉ là cái hình thức hội đoàn thôi thì chẳng thắng được gì cả. Wenn wir den Namen des heiligen Volkes tragen, aber nur wie eine normale Gruppe sind, dann werden wir nicht siegen. Cuộc đời của chúng ta có thể chúng ta nói rằng chúng ta là thánh đồ mấy chục năm nhưng mà chúng ta chẳng thắng được gì cả bởi vì chúng ta chỉ là những con người có cái nhãn hiệu và cái danh xưng mà thôi. Wir nennen uns vielleicht das heilige Volk, seine Jünger, aber wenn wir nicht danach leben, heilig zu sein, dann werden wir auch dann keine Siege fahren, sondern es wäre nur ein Name, den wir tragen. Thắng được là nhờ Chúa ở cùng chúng ta. Sondern wir
siegen, weil jemand in uns lebt. Mà Chúa chỉ ở cùng cái nơi nào, một con người nào, một sự việc nào khi nó là thánh mà thôi, bởi vì đấng thánh không ở trong cái trần tục được. Aber jemand, der heilig ist, der lebt auch nur in jemand oder in etwas, was heilig ist. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời Chúa trong năm nay nhắc nhở hội thánh của Chúa. Und so danken wir Gott für die Bibelstelle, diesen Leitvers, den Gott uns dieses Jahr gibt. Như các đầu tớ chứa ngày xưa đã vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Und so waren viele Diener sehr Gott gehorsam. Để họ được thắng ở trong sự giúp đỡ của Chúa. Damit sie siegen konnten mit der Hilfe Gottes. Ngày hôm nay chúng ta có cần dâng phục Chúa không bạn chị em? Und brauchen wir das heute auch? Dâng phục Chúa có dễ không? Es ist einfach. Có thể chúng ta nói dân phục Chúa dễ phải không? Es ist einfach, vielleicht sagen wir, es ist einfach, Gott gehorsam zu sein. Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời, một đấng quyền năng mà mình là con người xác thịt mà mình dân phục Chúa thì cái việc đó mình thấy rất là dễ phải không? Weil er ein allmächtiger Gott ist, der so groß ist und vielleicht sagen wir, es ist einfach, ihn gehorsam zu sein. Hoặc là mình nói rằng Chúa đâu có ai thấy đâu. Mình nói là mình trong đức tin, mình biết là có Chúa nhưng mà không có thấy cho nên đôi khi mình làm có những điều thật ra Chúa biết nhưng mà Chúa thấy hoặc là Chúa không thấy hoặc Chúa thông cảm cho con phải không? Oder wir sagen vielleicht Gott ist sowieso jemand den niemand sieht und entweder sieht er das was wir machen oder nicht oder vielleicht zeigt er Verständnis für das was wir tun. Nhưng mà điều đó, để cụ thể cho chúng ta thấy rằng nếu cuộc đời của chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta thánh trong cuộc đời của mình, chúng ta phải vâng phục. Aber wenn wir in unser Leben siegen wollen, siegreiches Leben führen wollen, müssen wir gehorsam sein. Chúng ta vâng phục Chúa nè. Wir müssen Gott gehorsam sein. Thì đồng với nghĩa đó, chúng ta có vâng phục hội thánh của Chúa được không? Und bedeutet das gleichzeitig, dass wir auch seiner Gemeinde gehorsam sein sollen? Hay là chúng ta nói rằng chúng ta vâng phục Chúa, nhưng hội thánh của Chúa, tôi thấy không ok, tôi không vâng phục. Oder sagen wir, wir wollen Gott gehorsam sein, aber bei der Gemeinde bin ich nicht ganz einverstanden. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta vâng phục Chúa, chúng ta có vâng phục những người mà chúng ta trong xã hội chúng ta tiếp xúc là những người mà giao việc làm cho chúng ta không? Wenn wir sagen, wir wollen Gott gehorsam sein, müssten wir dann auch den Menschen gehorsam sein, die vielleicht in der Gesellschaft gewisse Positionen haben, die vielleicht uns helfen? Hay là chúng ta có thể nói rằng những người này họ còn dở hơn chúng tôi nữa cho nên ta không dám dân phục. Oder sagen wir dann, diese Menschen, die sind ja noch schlechter als wir, wie können wir denn diesen Menschen gehorsam sein? Hoặc là trong hội thánh của Chúa chúng ta thấy rằng các mục sư trưởng lão hoặc là những người trưởng nhóm, những người chấp sự, những người trưởng các ban ngành chúng ta thấy khi còn dở hơn mình nữa thì không thể dân phục được phải không? Oder in der Gemeinde sagen wir dann, der Pastor, der Älteste oder bestimmte Bibelkreisleiter, Amtsleiter, die sind schlechter als wir, auf die wollen wir nicht hören. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được một điều, nếu mà chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta vâng phục Chúa, chúng ta phải vâng phục những điều Chúa đặt để xung quanh cuộc đời của mình. Lass uns es uns bewusst machen, dass wenn wir Gott gehorsam sein wollen, ihn ehrfürchtig sein wollen, dann müssen wir auch den Menschen gehorsam sein, die Gott in bestimmten Positionen vielleicht auch über uns legt. Chúng ta có Amen, dám Amen điều này không bạn? Trauen wir uns hier noch Amen zu sagen? Nếu mà chúng ta Amen, chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh khi chúng ta vâng phục những điều mà Chúa đặt để trong cuộc đời của mình. Denn dann werden wir den Segen erleben, den Gott in uns hineinlegen möchte. Và chúng ta biết rằng những điều đó đôi khi không dễ dàng chút nào. Und es ist nicht immer einfach. Ví dụ giờ cái người mà giỏi hơn mình nè, cái người mà có nhiều kinh nghiệm hơn mình, có người hơn mình tất cả mọi sự, mình dâng phục dễ quá phải không? Denn wenn Menschen besser sind als wir, mehr Erfahrung haben als wir, dann ist es einfach, ihnen gehorsam zu sein. Nhưng mà coi khi có những việc trong lực pháp của Chúa, trong những cái đặc đệ của Chúa, mình vâng phục cái người mà đôi khi có thể không bằng mình, thì cái điều đó mới là cái điều khó khăn. Aber das Schwierige ist, wenn wir vielleicht Menschen in Positionen haben, wo wir denken, die sind nicht mal so gut wie wir. Và điều đó chúng ta cần điều gì anh chị em? Was brauchen wir da? Cần đức tin phải không? Wir brauchen Glauben. Chúng ta cần đức tin. Wir brauchen Glauben. Thí dụ giờ Chúa dạy rằng người vợ thì vâng phục người chồng hoặc là có chủ là người chồng phải làm gương mẫu hoặc là đó như một cái sự trật tự ở trong gia đình á. Oder wenn die Bibel von der Ordnung in der Familie lehrt, dass die Frau dem Mann gehorsam sein soll und auch umgekehrt, der Mann die Frau ehren soll. Sự vâng phục nó có dễ không? Es ist einfach, gehorsam zu sein. Thí dụ giờ gặp một người chồng mà
gương mẫu thương vợ thương con đàng hoàng tử tế ở trong mọi lĩnh vực, thì mình thấy cái chuyện đó gặp tôi là phụ nữ tôi cũng dân phục, nó dễ quá tại vì có lợi cho mình phải không? Und wenn es ein Mann ist, der seine Frau liebt, seine Kinder liebt und es einem einfach macht, dann ist es vielleicht einfach ihn zu lieben, weil das ja auch einen Eigennutz hat für sich. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống mình Chúa đặt để có những sự trái ngang. Aber vielleicht lässt Gott es bestimmte andere Situationen zu. Có nghĩa là Chúa muốn là chúng ta phải có một cái tâm tình khiêm nhu hạ mình. Và chúng ta phải tin Chúa, chị em ơi. Dass Gott möchte, dass wir Demut haben, unseren Stolz ablegen und vor allem an Gott glauben. Nếu chúng ta tin Chúa thật sự, chúng ta sẽ dám tin và dám giao phó cái điều đó cho Chúa. Und erst dann, wenn wir an ihn glauben, ihn das alles übergeben. Trong hội thánh của Chúa cũng vậy, chúng ta có dám tin rằng những sự chức việc, những công việc Chúa đặt để là từ đến từ Chúa không? Und auch in der Gemeinde ist es so, glauben wir daran, dass Menschen in die bestimmten Positionen gehen, weil Gott es so wollte. Nếu chúng ta tin điều đó, chúng ta rất là dễ dân phục và chúng ta vui vẻ trong những công việc Chúa giao, phải không? Und wenn wir das glauben, dann ist es einfach, Gott ehrfürchtig zu sein oder gehorsam zu sein, weil wir wissen, dass es von Gott kommt. Bằng không chúng ta chỉ nỗ lực và cố gắng trong được một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng là sau đó chúng ta bung ngay bởi vì nó không thể chịu đựng được nữa. Ansonsten schaffen wir das vielleicht nur eine bestimmte Zeit lang und sagen irgendwann, dass wir es nicht mehr aushalten können. Chúng ta phải tin rằng có Chúa tại trị. Aber wir müssen glauben, dass Gott regiert. Và đấng tại trị đó sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ ban ơn cho chúng ta và sẽ ban phước cho chúng ta ở trong sự vâng phục đó. Und der, der in uns regiert, der wird uns helfen, der wird uns segnen, dass wir gehorsam sein können. Ngày hôm nay, năm nay Chúa nhắc nhở chúng ta là nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Heute oder auch dieses Jahr lehrt Gott uns, heilig zu sein, heilig zu werden in all unseren Lebensweisen. Chúng ta trong mọi cách ăn ở. In allen Lebensweisen. À, chúng ta phải thánh trong cái suy nghĩ của mình. Bedeutet auch heilig zu sein in unseren Gedanken. Có nghĩa trong cuộc đời mình có thể mình đã suy nghĩ những điều rất là trần tục, những điều mà nó không có thuộc về Chúa, nhưng mà trong năm nay Chúa nhắc nhở mình, ngay trong cái suy nghĩ của mình cũng phải thay đổi. So lehrt Gott uns, dass wir auch in unseren Gedanken heilig werden sollen. Mình suy nghĩ về Chúa, suy nghĩ về hội thánh của Chúa. Dass wir an Gott denken, an seine Gemeinde denken. Suy nghĩ về những người hầu việc Chúa và những anh chị em của mình. An die Diener Gottes denken, an unsere Geschwister denken. Người vợ suy nghĩ về người chồng suy nghĩ về người vợ. Die Frau denkt an den Mann, der Mann denkt an die Frau. Suy nghĩ về các con cái của mình. An die Kinder zu denken. Chúng ta phải suy nghĩ thánh, chị em ơi. Und wir müssen heilige Gedanken haben. Thật ra cái đó cũng không phải là một cái việc mà chúng ta một sớm một chiều chúng ta làm được, nhưng mà chúng ta biết được rằng Chúa muốn chúng ta thay đổi. Und das ist nicht etwas, das wir von heute auf morgen tun können, aber Gott möchte diese Veränderung für uns. Chúng ta ước ao điều đó không? Suy nghĩ. Wir uns das auch. Chúng ta suy nghĩ về những công việc Chúa, những công việc xung quanh chúng ta theo sự thánh mà Chúa muốn cho cuộc đời của mình. An die Werke Gottes zu denken, an die Dinge um uns herum zu denken, heilige Gedanken zu haben, wie Gott es für uns möchte. Có nghĩa là phải cưu mang những điều tích cực cho chính bản thân mình, cho người chồng, người vợ, cho anh chị em và cho hội thánh của Chúa. Dass wir das Gute, das Positive bringen wollen für einen selbst, für die Gemeinde, für die Familie. Phải lấy đức tin mà Chúa ban chúng ta để chúng ta có một suy nghĩ thánh về những việc xung quanh cuộc đời của mình. Wir glauben haben und diese heiligen Gedanken haben. Thánh trong những cái kế hoạch của chúng ta trong năm mới này. Heilig zu sein in allen Lebensweisen, unserem Verhalten für das neue Jahr. Có ai trong chúng ta ước ao rằng trong năm mới mình tìm được một công việc làm ổn định không? Ist jemand unter euch, der sich für das Jahr vorgenommen hat, eine Arbeit zu finden, die geregelt ist? Có thể chúng ta cũng có những ước ao đó. Vielleicht habt ihr solche Wünsche. Thì chúng ta phải cầu nguyện với Chúa để chúng ta có những cái sự kế hoạch mà nó trong sự thánh mà Chúa muốn cho cuộc đời của mình, trong những công việc mà Chúa sẽ ban cho mình. Dafür beten, dass das, was uns begegnet, dass es heilig ist, weil Gott es uns gibt. Tôi tin chắc rằng sau khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ bày tỏ chúng ta biết được rằng điều đó thánh đến từ Chúa hay là điều đó đến từ thế gian, từ cái suy nghĩ thông thường của con người mình. Und ich glaube fest daran, dass Gott uns dann die Offenbarung schenken kann, zu erkennen, was heilig ist, was von Gott kommt und was nicht von Gott ist. Chúng ta phải thánh ngay cả trong những cái giấc mơ mà Chúa ban cho mình nữa. Selbst heilig zu sein, zu werden in den Träumen, die wir haben. Những khải tượng mà Chúa ban cho chúng ta. Die Vision, die wir vielleicht bekommen.
Để chúng ta tra xét coi cái điều đó phải đến từ Chúa không? Damit wir prüfen können, ob das von Gott kommt. Cái điều đó có gây dựng cho chính mình không? Sind das Dinge, die unser Leben erbaut? Gây dựng cho những người xung quanh không? Erbaut sie die Menschen um uns herum? Gây dựng công việc Chúa không? Erbaut sie die Werke Gottes? Phát triển công việc Chúa hay không? Werden die Werke Gottes damit weiterentwickelt? Chúng ta thấy sự thánh của Chúa rất là bao rộng bởi vì trong mọi cách ăn ở của mình, phải không chị em? Darin sehen wir, wie wichtig diese Heiligkeit ist, die Gott sich für uns wünscht in allen unseren Lebensweisen. Thánh ở trong cái lời nói nữa. Heilig in unserem Reden. Nếu chúng ta nói tiếng Việt thì năm mới chúng ta cũng vẫn nói tiếng Việt thôi. Wenn wir schon vorher Vietnamesisch gesprochen haben, nehmen wir uns auch vor, im neuen Jahr sprechen wir immer noch Vietnamesisch. Nhưng mà Chúa ước ao chúng ta rằng trong năm mới chúng ta phải thánh trong cái lời nói của mình nữa. Aber Gott wünscht sich auch, dass wir auch in unserem Reden heilig sind. Những sự mà chúng ta lầm bầm, chúng ta kêu rêu mắng nhiếc, chúng ta thấy có thánh không? All unser Klagen, unser Murren, was wir noch machen, ist das heilig? Chứ nói hành đoán xét chúng ta thấy có thánh không? Schlecht zu reden, zu verurteilen, ist das heilig? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta trong năm mới này, chúng ta thay đổi để chúng ta hoàn toàn thánh trong cái lời nói của mình. Aber Gott möchte, dass wir in diesem neuen Jahr verändert werden und auch heilig werden in unserem Reden. Amen, chị em. Sagen wir Amen dazu. Lời đó sẽ có lời, có quyền năng. Und diese Worte, sie haben Macht. Thay đổi tất cả mọi sự theo ý muốn tốt lành của Chúa. Die Macht, alles zu verändern nach dem Willen Gottes. Chúng ta cũng thánh ở trong những cử chỉ, những thái độ của mình. Heilig zu werden in unserem Verhalten. Có thể chúng ta trước đây chúng ta hay giận, chúng ta thường giận, có thể giận dai. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta thánh ở điều đó bằng cách chúng ta có thể buông bỏ được, chúng ta có thể tha thứ được và chúng ta không làm những điều mà trước đây chúng ta làm nữa. Vielleicht fiel es uns schwer, Menschen zu vergeben oder allgemein, dass wir Menschen schlecht umgegangen sind. Chúng ta thánh khi chúng ta đối đãi với nhau. Aber wir können heilig werden, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Chúng ta đối đãi với nhau một cách yêu thương, nhân từ. In Liebe und in Güte. Chúng ta coi người khác như tôn trọng hơn mình. Menschen höher ansehen als uns selber. Và chúng ta cũng thánh ở trong những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Heilig zu werden in den Begegnungen, die wir in unserem Alltag haben. À, thường chúng ta trong cái thế hệ ngày hôm nay thì một ngày không biết là anh chị em chúng ta cầm điện thoại bao nhiêu tiếng đồng hồ ta. Und ich weiß nicht, in der heutigen Zeit oder den Generationen heute, wie oft sie das Handy oder wie lange sie das Handy in der Hand halten. Tiếng đồng hồ không? Ob das nur eine Stunde ist. Chắc ít quá phải không? Das ist wahrscheinlich zu wenig. Có thể chúng ta cầm cũng nhiều thời gian trong cái cầm điện thoại ạ. Vielleicht halten wir das Handy sehr oft in unserer Hand. Bởi vì điện thoại là nó chứa không biết là rất là nhiều cái điều mà nó gom lại, người ta không cần cầm nhiều thứ, cầm cái điện thoại là đủ hết rồi. Weil das Handy heute vieles beinhaltet und man nicht mehr viel andere Sachen mit sich tragen muss, und sondern das Handy schon alleine reicht. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta trong năm mới này chúng ta ý thức được điều đó. Aber Gott möchte, dass wir auch da wir aufpassen. Thay vì chúng ta cầm nhiều điện thoại thì chúng ta sẽ cầm kinh thánh, phải không? Dass wir statt dass wir viel das Handy in der Hand halten, mehr die Bibel in der Hand halten. Thay vì chúng ta nói chuyện hàng tiếng đồng hồ về những công việc mà đôi khi nó cũng không ăn nhập gì hết thì chúng ta suy gẫm lời của Chúa, phải không? Statt dass wir stundenlang über Dinge sprechen, die weniger relevant sind, dass wir mehr über das Wort Gottes nachdenken. Chúng ta cầu nguyện. Dass wir beten. Chúng ta ước ao năm mới thì cho chúc nhau như thế nào, được vui vẻ nè, bình an nè, hạnh phúc nè. Denn jeder wünscht sich oder man wünscht sich für das neue Jahr Freude, Friede und auch Harmonie. Được nhiều sự thắng lợi cũng như là tất cả những điều gì chúng ta ước ao cho anh chị em mình khi chúng ta chúc nhau rất là tốt lành. So viele Dinge, die wir einander wünschen. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, tất cả sự tốt lành đến được khi chúng ta có Chúa làm chủ trong cuộc đời của mình. Aber all das Gute kommt, wenn wir Gott als unseren Herrn annehmen. Cho nên Chúa muốn chúng ta trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng trở nên thánh trong những sinh hoạt trong cuộc đời của mình. So möchte Gott, dass wir in unserem Alltag heilig werden in den Beziehungen, die wir haben. Ja, chúng ta cũng cảm ơn Chúa thánh trong sự tiếp xúc với những bạn bè anh chị em, phải không? Heilig zu sein in dem Umgang mit unseren Freunden. Bởi vì chúng ta biết được rằng có những người bạn, người bè của chúng ta trong cuộc đời chúng ta, đôi khi chúng ta tiếp xúc nhiều, chúng ta sẽ bị rất là khó khăn trong sự chúng ta
Denn wir wissen auch, dass es bestimmte Beziehungen gibt oder Umgänge mit Menschen gibt, die vielleicht es uns erschweren, vielleicht mit Gott zu sein, unterwegs zu sein. Ja, chúng ta cũng thánh ở trong những thời khóa biểu trong cuộc đời của mình, trong từng trong ngày của mình, phải không? Wir wollen heilig sein in unserem Alltag, in unserem Leben, jederzeit. Là thời khóa biểu là Đức Hiếu biết là gì không? Stundenplan đó. In unserem Stundenplan, den wir haben. Ja, trong một ngày chúng ta phải có những cái giờ giấc cụ thể, phải không? Dass wir bestimmte Zeiten haben. Giờ nào chúng ta làm việc, nhưng mà giờ nào chúng ta đến với Chúa, hoặc là giờ nào chúng ta có những công việc cụ thể để Chúa ban phước cho chúng ta. Welche Zeiten für die Arbeit sind, welche Zeiten wir für die Werke Gottes sind, damit uns segnet. Mà cái điều này á, mà tôi đã nói ngay từ đầu, nhưng mà cảm ơn Chúa nhắc lại một lần nữa là thánh. Und noch eine Sache, die ich schon am Anfang angesprochen habe, heilig zu sein, in dem, wie wir uns kleiden. Ist das vielleicht schwierig? Wir waren vielleicht Weihnachten immer sehr schön gekleidet. Không những là các anh chị em chúng ta trong ban thờ phượng, ban hát, ban nhạc, nhưng mà tất cả hội thánh của Chúa trong năm mới này, chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa, chúng ta ăn mặc đẹp. Und ich wünsche mir, dass es nicht nur für das Lobpreisteam gilt, sondern auch für uns als Gemeinde, dass wir uns schick kleiden. Chúng ta trang sức đẹp để chúng ta ra mắt thờ phượng Chúa. Dass wir uns schmücken darin, um vor Gott zu treten. Làm được không, chị em? Ist das möglich? Tôi muốn nghe tiếng Amen của chị em chúng ta. Und ich möchte euer Amen da hören. Chúng ta Amen. Sagen wir Amen dazu. Chúng ta làm được, phải không? Wir können das, oder? Tôi thấy rằng đó là những cái điều mà có thể chúng ta bày tỏ ra một đời sống thay đổi và nên thánh của cuộc đời chúng ta, chị em ơi. Und all diese Punkte sind Dinge, die wir, worin wir noch heilig werden können. Tôi nghĩ rằng đối với một số chị em chúng ta, ăn mặc đẹp đi thờ phượng Chúa là cái điều đó selbstverständlich, một điều rất là tự nhiên, phải không? Und ich denke, für viele ist es selbstverständlich, wenn wir in den Gottesdienst gehen und uns vernünftig kleiden. Nhưng mà đối với một ít anh chị em chúng ta cũng là điều cực kỳ khó khăn. Und für einige ist es vielleicht schwieriger. Nhưng mà chúng ta làm điều đó không phải vì là tôi đứng đây tôi nói, nhưng mà chúng ta vì Chúa, chị em ơi. Aber alles, was wir tun wollen, wollen wir nicht für irgendjemanden tun, sondern für Gott. Vì Chúa, vì hội thánh của Chúa, vì sự phấn hưng của hội thánh của Chúa. Für Gott und für die Erweckung seiner Gemeinde. Chị em chúng ta thử coi, nếu mà mình ăn mặc đẹp đi thờ phượng Chúa, tôi nghĩ rằng điều đó chắc chắn Chúa đẹp lòng và Chúa sẽ ban phước cho hội thánh của Chúa. Und glaube ich daran, dass Gott Wohlgefallen daran haben wird und er segnen wird. Có nghĩa rằng đẹp từ bên trong lẫn ra bên ngoài, và ngoài vào trong luôn. Und diese Schönheit betrifft sowohl von innen als auch nach außen heraus. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy rằng thánh trong một cách ăn ở của mình là thánh từ đầu cho đến chân luôn nữa. Und heilig zu sein in allen unseren Lebensweisen bedeutet heilig zu sein von Kopf bis Fuß. Chúng ta thánh trong cái tóc của mình nữa không? Cũng thánh nữa. Dass wir in allen Dingen heilig sein sollen, von den Haaren heraus. Trong mắt chúng ta cũng thánh. In den Augen. Mũi chúng ta cũng thánh. Die Nase. Miệng chúng ta cũng thánh. Unser Mund. Tay chân. Unsere Hände, unsere Füße. Tấm lòng. Unser Herz. Chúng ta thấy toàn diện, phải không? Also wir sehen, dass es wir komplett heilig sein sollen. Chúng ta thấy rằng mắt chúng ta phải thánh, có nghĩa rằng chúng ta không nhìn vào những cái điều mà xấu xa, nó thuộc về nó đưa chúng ta đến cái điều mà chúng ta phạm tội với Chúa, phải không? Unsere Augen sollen heilig sein, gewisse Dinge nicht anzusehen, die dazu führen können, dass wir sündigen. Amen, chị em. Rồi chúng ta thấy cái mũi chúng ta cũng vậy. Und auch unsere Nase. Để lễ ngửi, nhưng mà chúng ta phải ngửi cái mùi hương của Đấng Christ, cái điều gì đó mà nó phải khác như những thông thường của thế gian. Sie ist zum Riechen da, und dass wir den Duft der Gottes unterscheiden können mit dem der Welt. Nhưng mà còn cái này là rất là quan trọng rồi, phải không? Und was vor allem wichtig ist, ist der Mund. Thánh ở trong cái môi miệng của mình, phải không chị em? Heilig zu sein in unserem Mund, mit unserem Mund. Chúng ta biết được rằng trong sách Gia-cơ đề cập rất nhiều về cái môi miệng, miệng lưỡi, phải không? Und wir lesen im Jakobus sehr viel von dem Mund, von der Zunge. Và năm nay chúng ta biết rằng môi miệng chúng ta cũng phải được Chúa thánh quá. Und diesem Jahr wollen wir auch, dass unser Mund verändert wird. Amen, được không chị em? Sagen wir Amen. Nếu chúng ta nhìn ra điều đó, Chúa giúp đỡ chúng ta. Und wenn wir das vor Gott bringen, wird uns helfen.
Tay chân chúng ta cũng được thánh hóa. Unsere Hände und Füße sollen verändert werden. Cái tay chúng ta cầm cái điều gì mà nó không có thánh sạch tốt lành thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhân biết để chúng ta thay đổi. Was wir in der Hand halten, wenn es etwas ist, was vielleicht nicht gut ist oder nicht heilig ist, dass wir uns verändern lassen von Gott. Cái cánh tay chúng ta thường có thể chúng ta chỉ trỏ, xô đẩy và làm dấp ngã người khác, thì chúng ta dùng cánh tay này, cánh tay thánh để nâng đỡ, để giúp đỡ anh chị em mình, phải không? Dass wir unsere Hände gebrauchen, aufeinander zu zeigen, einander zu schubsen oder Dinge tun, dass wir die Hände gebrauchen, um einander aufzufangen. Cái chân này dùng để làm gì anh chị em? Und unsere Füße để đi, phải không? Sind da, um zu gehen. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta có thể dùng cái chân này dội dàng chạy đến sự dữ. Und vielleicht gebrauchen wir diese Füße, um in das Böse, zum Bösen zu laufen. Thì chúng ta dùng chân này vội vàng chạy đến những nơi thánh mà Chúa muốn trong cuộc đời của mình. Dass wir unsere Füße gebrauchen, um an heilige Orte zu heiligen Orten zu laufen, die Gott uns zeigt. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa muốn cho con cái của Chúa, hội thánh của Chúa trong năm nay chúng ta thánh ở trong mọi cách ăn ở của mình, trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Denn Gott möchte, dass wir in allen unseren Lebensweisen heilig werden. Đây là một cái đề tài cũng như là một cái chủ đề rất là bao la, và chúng ta biết rằng chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ suy gẫm cả năm 2023 này. Ein Thema, das sehr wichtig ist, und wir wollen das ganze Jahr über über dieses Thema nachdenken. Chúng ta thánh lúc chúng ta còn trẻ. Heilig zu sein, als wir noch jung waren. Về già cũng thánh nữa. Oder wo wir überall sind, ob zu Hause sind. Chúng ta thánh khi chúng ta còn nhỏ, chúng còn thanh niên. Als wir noch jung waren. Nhưng mà khi chúng ta về già, chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta có càng thánh không anh chị em? Müssen wir dann noch heilig sein, wenn wir auch älter werden? Bởi vì chúng ta biết được rằng trong Kinh Thánh thấy có những người, ông Sacheri, bà Elizabeth, ông Simeon, bà Anne là những người rất là lớn tuổi nhưng mà họ vẫn thờ phượng và thánh ở trong sự kêu gọi của Chúa. Wir lesen in der Bibel von bestimmten älteren Menschen wie Elisabeth und Zacharias zum Beispiel, die auch im hohen Alter noch dieses heilige Leben führten. Có những người trẻ tuổi như là Timothy, như là Tit. Und dann gibt es die jungen Menschen wie Timotheus cũng oder Titus. Thánh trong những lúc trẻ tuổi trong cuộc đời của mình. Sie waren, haben dieses heilige Leben geführt, als sie noch jung waren. Bởi vì tôi tin chắc rằng chúng bị lại là cái Chúa năm nay Chúa muốn ban phước lớn cho hội thánh của Chúa. Und ich glaube fest daran, dass Gott seine Gemeinde dieses Jahr noch mehr segnen möchte. Mà cái điều kiện để nhận được phước lớn của Chúa là cái gì anh chị em? Aber was ist die Bedingung dafür, um diesen großen Segen zu empfangen? Hãy nên thánh trong một cách ăn ở của mình, phải không? Heilig zu werden in all unseren Lebensweisen. Hãy nên thánh trong một cách ăn ở của mình. Heilig zu werden in allen Lebensweisen. Xin Chúa cho chúng ta qua bài học ngày hôm nay, chúng ta bước vào trong năm mới này, chúng ta luôn tra xem lại đời sống của mình. Möge Gott uns in diesem neuen Jahr helfen, dass wir unser Leben überprüfen. Trước khi chúng ta tra xem người khác, chúng ta nên tra xem lại đời sống của chính mình cái đã. Bevor wir immer nur auf das Leben anderer schauen, dass wir zuallererst unser eigenes Leben überprüfen. Còn những điều nào nhỏ nhặt nhưng mà kiếm khuyết bất toàn, chúng ta xin Chúa cho chúng ta chỉnh sửa và thay đổi. Dass wir die Hilfe Gottes bekommen, um das Schlechte abzulegen und dass wir verändert werden. Bởi vì nếu giống như ngày xưa, dân sự Chúa chỉ cần một người giấu một cái vật đáng diệt ở trong trại quân, họ đã bị thất bại trước quân thù nghịch. Wir lesen davon, dass aufgrund einer einzigen Person in einem Kriegsheer gesündigte, dass das ganze Volk dadurch verloren hatte. Bởi vì Đấng Thánh không ở trong cái sự đó và họ không thể thắng được. Denn der heilige Gott erlebt nicht darunter, wenn sie nicht heilig sind. Hội thánh của Chúa, chúng ta biết rằng nếu thật sự là rất là đông nhưng mà nó lộn lạo đầy những điều xấu tệ thì không thể thắng được ma quỷ chị em ơi. Und die Gemeinde kann noch so groß sein, aber wenn die Sünde darunter lebt, dann werden wir keine Siege einfahren können. Hội thánh của Chúa phải thánh. Là đó là ước ao của Chúa và ước ao của mỗi từng đời sống của chúng ta. Aber Gott wünscht sich für uns als Gemeinde, dass wir heilig sind. Chúng ta ước ao rằng trong năm mới này hội thánh của Chúa là một hội mà các cửa hổ chẳng thắng được hội đó. Und wir wünschen uns für dieses Jahr, dass die Gemeinde auch als eine Gemeinde genannt werden darf, wo das kein Höllentor besiegen kann. Amen, Jim. Khi hội thánh của Chúa, nhân dân Chúa giơ tay lên, thì ma quỷ sẽ bỏ chạy.
Wenn die Gemeinde Gottes ihre Hände ausstreckt, dann wird der Teufel fliehen müssen. Wenn Hände erhoben werden, dann werden Kranke geheilt. Und wo Liebe fehlt, da wollen wir beten, dass dort Liebe regiert. Wo wir noch nicht siegreich sein können, so wollen wir beten, dass er uns dort den Sieg schenkt. Wünschen wir uns eine Erweckung für seine Gemeinde. Amen. Dass die Bibelkreise Erweckung bekommen. Und es soll jetzt sofort anfangen, dass wir unser eigenes Leben überprüfen, inwiefern wir schon diese Heiligkeit haben. Und dann wird der Segen Gottes über die Gemeinde, über die Bibelkreise ausgegossen. Những điều gì chúng ta được xin Chúa ban cho và chúng ta xin Chúa lấy đi thì giờ này là giờ của ông bà chị em chúng ta sẽ đứng lên cầu nguyện và anh chị em chúng ta lòng ai ước ao chúng ta sẽ tiến lên phía trước này để cùng với ban trưởng lão hội thánh của Chúa cầu nguyện. Die Möglichkeit, dass wir jetzt gleich aufstehen können, gemeinsam nach vorne hier treten können, zum Gebet gehen können, um dafür zu beten, dass wir die Heiligkeit in bestimmten Bereichen unseres Lebens haben und gewisse Dinge vielleicht auch ablegen. Ja, kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng đứng lên để chúng ta được ra mắt Chúa sự cầu nguyện. Ich bitte euch jetzt aufzustehen, damit wir zum Gebet kommen können.